các bạn. Nằm trong cái series La Cà quán xá rồi ăn vặt của Zen thì đây là cái clip đầu tiên mà Zen làm. Sáng nay khi mà mới ngủ dậy thì không biết là đi quán nào, cho nên đã lên trên internet để tìm, thì thấy được một cái quán này, cái tên quán là Monoget. Tiếng Anh của mình là bị dở cho nên không biết là đọc có đúng hay không. Như các bạn thấy thì nãy giờ Zen đang đi trong một con hẻm và nhìn bên tay phải là cái quán cà phê. Cái quán cà phê này thuộc cái thể loại là quán cà phê sách. Như Zen có đề cập là đây là một quán cà phê sách, cho nên trong quán cũng có khá là nhiều sách. Khi mà bước vào thì đây là cái quán đầu tiên mà các bạn sẽ thấy. Quầy bar nước ở kia. Đây là những cái cuốn sách có quán. Rồi nhìn khá là cũ, đã có chí phèo nữa, chắc là thi nở nằm ở dưới rồi. Đây, những cuốn sách. Zen chỉ nhìn thôi chứ Zen không có đụng vô. Còn đây là cái kệ trưng bày đồ đạc. Cũng khá là cute baby. Có chiếc dài nữa kìa. Đồ chơi gì đó. Cái kệ này thì quán trưng bày hơi khá là trống trải. Đây là cái những cái thiệp. Thì đây là cái bảng menu của quán. Như các bạn thấy thì có khá là nhiều loại giá, nhưng mà mình thấy tương đối rất là mềm, từ khoảng 25 cho đến 40. Đây là cái quầy nước, thì phía trước của nó có trưng bày một số cái đồ chơi rất là dễ thương. Mèo kìa, đồng hồ, có báo gì đó. Đằng kia còn có con heo nữa, không biết là để dành cái gì. Nếu bạn là một fan của manga thì ở đây cũng có một kệ dành cho các bạn. Không phải là hàng khủng nhưng mà mình thấy cũng khá khá. Có dài 3 nè. Những cái tên truyện rất là quen thuộc. Còn đây là cái chỗ rửa ly. Các bạn thấy thì quán có một lượng khách không phải là đông, cho nên cũng không phải làm một cách dồn dập, cho nên khi mà pha nước xong thì các bạn này cũng thường hay rửa lại những cái dụng cụ để mà pha nước của mình. Nhà vệ sinh thì mình đánh giá khá là sạch sẽ, khoảng 8 trên 10 điểm. Các bạn thấy đó. Có kính rồi. Quán này nhìn chung là cái gì cũng có, chỉ có một cái không có là menu. Thực ra là cũng có một cái menu nhưng mà chỉ là một cái tờ giấy rồi in cái thực đơn của mình lên thôi. Nếu mà chủ quán coi được cái clip này thì em nghĩ là anh nên thiết kế một cái menu. Tại vì theo như em được biết thì quán phía trên là có một công ty về thiết kế, có trang web cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái quán này không có menu, chỉ là ghi trên bảng thôi. Đặc biệt ở quán thì có hai chiếc xe đạp. Đây là một chiếc và đây là chiếc thứ hai. Zen thấy khá là thích. Quán mở cửa từ khoảng 8 giờ sáng cho tới 8 giờ 30 tối. Đóng cửa khá là sớm. Zen có hỏi cái bạn phục vụ thì bạn ở đó nói là lý do là đóng cửa sớm là do công ty đóng cửa, thì quán cũng đóng cửa luôn. Về phần nước uống thì Zen chỉ uống ly cà phê, thấy ổn. Không có dùng những cái thức uống khác cho nên cũng không có thể nào đánh giá được. Cái này thì phải chờ các bạn đến đánh giá hộ rồi. Về phần thức ăn, tại vì Zen ngồi ở đây cũng nguyên ngày luôn, thì như để Zen nhớ coi, Zen ăn tô mì bò viên là 35k. Nhìn chung thì với chi phí khoảng 50k thì các bạn có thể thoải mái ở đây nguyên ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì bấm like dùm Zen, bấm vào nút đăng ký để nhận được những cái video sau này Zen làm.
Sorry các bạn, vì Zen quay bằng tay cho nên quay video bằng tay cho nên có thể là hơi rung, các bạn coi có thể là hơi khó chịu, sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn.